Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày mùng 3 tháng Chạp năm Nhâm Dần, Ni sư Thích Nữ Diệu Thiện, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện Thăng Bình, trụ trì chùa Phước Quang, xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, kết hợp với Palm Garden Resort, thành phố Hội An và nhóm từ thiện Những Người Bạn tổ chức chương trình Tết Yêu Thương trao tặng quà mừng xuân Quý Mão cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã Bình Phú. Thay mặt Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo huyện và Bổn tự Phước Quang, Ni sư Thích Nữ Diệu Thiện bày tỏ lòng tri ân chư tôn đức tăng ni và các đoàn từ thiện vì lòng bi mẫn đã hoan hỷ kết nối đem những món quà yêu thương kịp thời chia sẻ đến bà con. Đại diện chính quyền địa phương, bà Châu Thị Lan phát biểu cảm ơn các đoàn từ thiện đã quan tâm chia sẻ yêu thương với bà con có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến xuân về, góp phần ổn định công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Được biết, ban tổ chức chương trình đã trao hơn 200 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, các loại nước tương, gia vị và tiền mặt. Với tâm thành xoa dịu phần nào những khó khăn, cầu mong mọi người đều được hưởng trọn mùa xuân an lạc.